rồi trần lực thì tiền nha. Với vài người thì nó bắt đầu giật đầu thì ổn rồi, nhưng mà biết tự cắt làm đúng không? Thế cho nên là chưa tiếp tục làm cái biết mình làm nó xa đó, cho nên là chưa được chủ động trong phần hát và cả giai điệu nữa, hỏng mất toàn bộ đoạn sau mất rồi, hơi đáng tiếc. Thế chắc là sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn nếu như vào vòng sau để chuẩn bị thật tốt. Giọng hát ngày hôm nay thì cũng thể hiện được cảm xúc của bài này rồi, cũng có được màu sắc rồi, nhưng mà phát huy hôm nay lỗi nhất là bài chưa hoàn thành cả. Xin Kiên là đoạn đầu thảo không được nghe Kiên hát, nhưng mà về tổng thể Kiên là cái bài hát hát tốt lắm đấy, hay nữa. Kiên ơi, Kiên tự tin lên. Kiên tự tin lên một chút nữa thôi, và mong muốn Kiên tự tin lên một chút nữa thôi là gọi là cây chuối đổ sập như này đấy. Thảo là cây chuối, còn Kiên là không gió là thằng đấy. Thế nên là Kiên tự tin hơn về... Thực ra cái đoạn cuối Kiên có thể là tốt hơn, bởi vì là Kiên không tự tin nên cái hơi thở nó mới bị như thế và làm cho giọng hát của mình nó như vậy. Vâng, xin cảm ơn. 1, 2, 3 Kiên đẹp trai. Đẹp trai thì đúng rồi. Nhưng mà cái phần trình diễn của Kiên vừa rồi là đoạn sau thì mất. Hy vọng là có phần chuẩn bị kỹ hơn, bởi vì chắc chắn anh đã hát thử rồi thì anh biết là mình đần lên được hay không đần lên được, thì anh sẽ chuẩn bị kỹ hơn nếu vào vòng trong. Rồi, chúc mừng Kiên. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo và xin mời ban giám khảo cho điểm cho vật thể hiện của vật thể Kiên. Thành Ngọc Thương 8 điểm, giám khảo Tôn Hảo 9 điểm và giám khảo Hoàng Nhã 8 điểm. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo.